Nhận định soi kèo Wycombe với Tottenham, 2 giờ 45 phút ngày 26 tháng 1 giải cúp FA Anh. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất, gà trống sẽ tiếp tục cuộc hành trình tại cúp FA mùa giải năm nay bằng chuyến làm khách đến sân của Wycombe, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tottenham mùa này có thể thi đấu không quá ấn tượng tại ngoại hạng Anh nhưng lại giành những kết quả đầy tích cực tại các giải đấu cúp. Họ đã đủ điều kiện tham dự trận chung kết cúp Liên đoàn Anh cũng như vòng 1/16 Europa League. Tại cúp FA, Spurs cũng đã tiến vào vòng 4. Đối thủ của Tottenham ở vòng 4 cúp FA mùa 2020/21 là Wycombe, đại diện của Championship. Đây được xem là thử thách không quá lớn bởi Wycombe chỉ thuộc hạng xoàng. Thật vậy, Wycombe là đội có thành tích tệ nhất Championship 2020/21. Họ chỉ giành được 15 điểm sau 23 vòng đấu, kém 10 điểm so với vị trí an toàn do Derby County nắm giữ. Mục tiêu thiết thực nhất với Wycombe trong phần còn lại của mùa giải có lẽ là trụ lại Championship. Nếu thi đấu đúng với khả năng, Tottenham sẽ vượt qua Wycombe để đủ điều kiện tham dự vòng 5 cúp FA 2020/21. Tỷ lệ kèo Wycombe với Tottenham, soi tỷ lệ kèo châu Á 1/3/40, chấp 1/3/40 trên sân khách là tỷ lệ chấp tương đối sâu, nhưng với trình độ vượt trội, các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jose Mourinho đủ sức chinh phục thử thách này. Chọn Tottenham, soi tỷ lệ kèo tài xỉu 3/1/2, Wycombe đều phải nhận từ 2 bàn thua trở lên ở cả 2 trận đấu gần nhất, trước Middlesbrough và Brighton. So với Middlesbrough hay Brighton, Tottenham cường đại hơn đáng kể. Đại diện của ngoại hạng Anh đủ khả năng tạo nên một cơn mưa bàn thắng vào rạng sáng thứ ba ngày 26 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Chọn tài, dự đoán tỷ số Wycombe 1-5 Tottenham.